3 chòm sao sẽ khiến nhân mã khổ một đời. Các bạn thuộc chòm sao nhân mã đâu ạ? Ngày hôm nay, Liệt Ngày Tốt sẽ chia sẻ các người bạn đời không phù hợp với chòm sao nhân mã. Mặc dù khi nhắc tới chòm sao nhân mã thì các bạn sẽ trầm trồ vì sự phong phú trong tình yêu và tính cách phóng khoáng của họ. Thế nhưng chỉ cần một lần nhân mã kết đôi với 3 chòm sao dưới đây thì cả hai sẽ gặp phiền muộn. Thần nông có lẽ là sự lựa chọn tệ nhất của nhân mã. Thần nông nổi tiếng bởi sự thông minh, toàn tính và giỏi thao túng người khác, là bậc thầy trong việc kiểm soát đối phương, trong khi nhân mã cần có sự tự do để được hạnh phúc. Những niềm vui, sự phóng khoáng, mạo hiểm và phiêu lưu của nhân mã khiến cho thần nông cảm thấy lo lắng, bất an, ghen tuông. Vì thế nếu nhân mã yêu thần nông thì việc đụng độ là không tránh khỏi. Cả hai sẽ liên tục cãi nhau vì bất đồng quan điểm sống, cách quan tâm đối phương hay không gian riêng dành cho mỗi người. Mà kết, nhân mã tự do có phần vô tổ chức, ngược lại mà kết chỉnh chu, bảo thủ. Dĩ nhiên cả hai không phải là cặp đôi ăn ý. Nếu có yêu nhau thì chỉ một thời gian ngắn, cả hai sẽ cảm thấy ngứa mắt vì những hành động và phong cách sống của nhau. Mà kết cảm thấy mình đang làm hết mọi công việc, gánh hết mọi trách nhiệm, trong khi nhân mã chỉ mải mê rong chơi. Ngược lại, nhân mã thấy tù túng, mệt mỏi như bị mắc kẹt trong lồng, chỉ để làm vừa lòng người yêu. Sự hấp dẫn ban đầu biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những cãi vã, tranh chấp và sự ngột ngạt, nên đây không phải là sự lựa chọn tốt dành cho nhân mã. Kim Ngưu, đơn giản đây là lựa chọn sai lầm của nhân mã. Kim Ngưu và nhân mã chưa bao giờ hợp nhau, dù chỉ để làm bạn thân chứ chưa nói đến là người yêu. Cả hai không có điểm chung, không có sự bù trừ, cũng không có sự cân bằng cần thiết của một tình yêu. Kim Ngưu cần sự an toàn, chắc chắn và bền vững, trong khi nhân mã hoàn toàn không có những thứ ấy. Nhân mã muốn cuộc sống phiêu lưu, đầy thách thức và nhiều thú vị thì Kim Ngưu lại không đáp ứng được. Kim Ngưu không bao giờ muốn rời khỏi căn nhà ấm áp và quen thuộc, còn nhân mã thì chẳng thể ở yên một chỗ, luôn háo hức vì những chuyến đi. Đôi bên dường như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt và xa lạ, có nên duyên thì cũng chỉ ngắn ngủi và mang lại nhiều đau khổ. Để tránh đau khổ đáng tiếc xảy ra thì chòm sao nhân mã đừng dại dột kết hôn với 3 chòm sao trên nhé. Những bạn nhân mã nào vẫn quyết tâm dấn thân hết mình vì tình yêu thì hãy luôn trân trọng với quyết định của mình. Còn bây giờ, Linh Ngày Tốt xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau nhé.